Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình để được chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan đến các vấn đề về sức khỏe. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong việc lấy lại giấc ngủ sinh lý. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Bonnie Sleep của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng với chương trình. Nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào, hãy liên lạc cùng với chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng đang hiển thị trên màn hình. Thưa quý vị, cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay với rất nhiều những căng thẳng, bận rộn, lo toan về các vấn đề như cơm áo, gạo tiền, khiến cho nhiều người rơi vào trạng thái stress và dẫn đến việc là bị mất ngủ. Khi bị mất ngủ, cảm giác mệt mỏi, uể oải và thậm chí là suy nhược cơ thể, nên nhiều người đã tìm đến những giải pháp như là sử dụng thuốc ngủ. Có một số khác thì tìm đến các loại thảo dược, những bài thuốc cổ truyền để có thể lấy lại giấc ngủ. Tuy nhiên, giải pháp nào thì cũng sẽ có những ưu điểm nhược điểm khác nhau. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra một cái giải pháp để có thể tối ưu được những ưu điểm và hạn chế được những nhược điểm, để từ đó lấy lại được giấc ngủ sinh lý một cách tốt hơn. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Chào MC Thanh Phương. Kính chào khán giả của chương trình. Và vị khán giả đến tham dự chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu chú Hữu Trạng. Chào chú ạ. Chào anh chị, chào bác sĩ, chào khán giả. Và trước khi đến với buổi trò chuyện, mời quý vị cùng đến với đoạn phóng sự ngắn sau đây. Là một thạc sĩ điện tử viễn thông, bác Tăng Thanh Bình đã có hơn 40 năm cống hiến. Nhưng cũng vì khối lượng công việc quá lớn, cùng với những lo âu trong cuộc sống đã khiến những căng thẳng, stress tìm tới bác, và cuối cùng hậu quả là những đêm mất ngủ triền miên. Tôi là bị mất ngủ, không thể nào chợp mắt được nếu như tôi không có thuốc ngủ. Có thuốc thì tôi ngủ được khoảng độ vài tiếng, nhưng mà hôm sau là dậy rất mệt. Nó giúp cho mình là bình tĩnh trở lại một chút, nhưng mà nó làm cho người ta là đờ đẫn ra, quên hết mọi thứ. Khi là chỉ thu lưu ở trong góc trường, chả muốn nói chuyện với ai, chả muốn tiếp xúc với ai, và rất sợ là đám đông. Tôi bị căng thẳng, mất ngủ, xong là cơ quan người ta cho tôi đi điều dưỡng. Có đêm tôi lang thang ra bờ biển suốt cả đêm luôn. Tôi mất ngủ, xong là tôi uống, có đêm tôi uống tới 3 loại thuốc ngủ khác nhau mà cũng không ngủ được. Thì cơ thể tôi nó cũng ở trạng thái sợ lắm. Uống cái thuốc, các cái thuốc tây trầm cảm, nó tí chút nó tăng cân, tôi đến năm mấy cân cơ mà. Bình thường tôi khoảng độ 48-49 cân, nó tích nước lên tới 54 cân, nó phì, nó tích nước, người nó bẹo ra. Nhân vật tiếp theo mà chương trình có dịp gặp gỡ là cô Tuyết Nhi, trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều người, tuổi già chính là thời gian mà họ có thể nghỉ ngơi sau những năm tháng vất vả làm việc. Thế nhưng với cô Tuyết Nhi, tuổi già của cô lại trôi qua trong sự mệt mỏi. Tất cả chỉ bởi căn bệnh mất ngủ cùng với những đêm thao thức trằn trọc, cứ thế bòn rút dần sức khỏe và thể chất của cô, đẩy cô dần rơi vào trạng thái suy kiệt. Lo sợ quá, lo buồn này kia thì khiến cho tôi bị mất ngủ hơn một năm nay. Một năm nay thì không có đêm nào mà ngủ ngon giấc hết á. Đó, cho nên trước đây thì tôi ngủ được 6 tiếng, 5-6 tiếng mỗi đêm đó. Nhưng mà về sau này thì chỉ còn có 1-2 tiếng thôi. Nhiều đêm trằn trọc, rất là buồn ngủ, con mắt mình nó bị giống như nó trùng xuống, rất là mệt mỏi, nhưng mà cũng không có cái cảm giác buồn ngủ. Ngủ không được, cho nên tôi không có thiết gì tới ăn uống hết á. Ngay cả đọc sách hay là xem phim gì, chơi với cháu cũng không luôn. Cứ cả ngày thì cứ ra vô một mình rồi là ngồi thu lưu một mình trong góc phòng á. Đó, con cái mới thấy như vậy, mới không có chần chờ nữa, mới đưa mẹ đi khám. Bác sĩ chẩn đoán là bị rối loạn về lo âu á, mới kê đơn thuốc đủ thứ loại hết, xanh đỏ vàng gì đó. Nhưng mà có khi ngày là uống 4 khắc luôn. Uống thuốc thì cũng ngủ được 5-6 tiếng. Đó, khi mà mình dùng cái thuốc đó mình cũng ngủ được 5-6 tiếng. Nhưng mà khi mà ngủ dậy á, cái cảm giác mệt mỏi bần thần lắm. Nó làm cho mình cứ phải lo âu thêm á. Dạ thưa bác sĩ, với sự phát triển của y học hiện đại thì chúng ta đã tìm ra được cách nào để có thể khắc phục được tình trạng mất ngủ và giúp cho bệnh nhân lấy lại được giấc ngủ sinh lý chưa ạ? Giấc ngủ đối với cơ thể của chúng ta rất quan trọng, vì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta phục hồi lại những cái năng lượng sau khi chúng ta làm việc.
Thì do đó nếu mà cái chúng ta mất ngủ, đây là một trong những cái biểu hiện là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Hiện nay với cái sự phát triển của y học thì có rất là nhiều thuốc từ hóa dược đã được sử dụng để đưa chúng ta đi vào một cái giấc ngủ nhẹ nhàng hơn, đặc biệt đối với những người bị rối loạn giấc ngủ. Khi chúng ta sử dụng những cái thuốc mà được gọi là thuốc an thần và thuốc gây ngủ thì nó có một cái tác dụng là chúng ta sẽ đi vào giấc ngủ rất là nhanh. Nhưng trong giấc ngủ của chúng ta, sau khi chúng ta ngủ dậy thì thường chúng ta hay có cái cảm giác là lờ đờ, mệt mỏi và cảm thấy như là chúng ta hình như chưa có tỉnh táo lắm. Đặc điểm thứ hai là khi chúng ta sử dụng những cái thuốc an thần và gây ngủ thì lâu dần nó sẽ bắt buộc chúng ta là phải tăng cái liều lượng lên. Người chuyên môn hay gọi đó là cái lệ thuộc vào thuốc hay là nghiện thuốc. Và khi chúng ta ngưng thuốc thì nó lại xảy ra những cái hiện tượng là chúng ta bị rối loạn giấc ngủ nhiều hơn và đôi khi chúng ta lại phải sử dụng thuốc lâu dài hơn. Thì để khắc phục những cái gọi là những cái nhược điểm của cái thuốc an thần của Tây y thì từ lâu đời rồi thì y học cổ truyền đã sử dụng những cái loại dược thảo để giúp cho chúng ta có được một cái giấc ngủ hiệu quả an toàn hơn. Cụ thể thì chúng ta có cái lactium chiết xuất từ cái đạm của sữa. Nghiên cứu cho thấy khi sử dụng lactium trong vòng 4 tuần thì sẽ cải thiện được 66% cái giấc ngủ của chúng ta. Và cái lactium này nó có cái tác dụng kích thích cái GABA-A. Và GABA-A sẽ giúp cho chúng ta là nuôi dưỡng lại cái hệ thống của não của chúng ta. Do đó nó giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ sinh lý tốt hơn. Bên cạnh đó thì nó có một cái chất người ta gọi đó là melatonin, là một cái nội tiết tố mà do cái tuyến tùng trong cơ thể của chúng ta tiết ra. Khi vào trời tối thì melatonin cơ thể nó sẽ được tiết ra. Và khi tiết ra như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta đi vào cái giấc ngủ một cách nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra thì cái GABA là một cái hoạt chất có tác dụng là ức chế cái sự dẫn truyền thần kinh mà có cái giai đoạn kích thích cho cái hệ thần kinh trung ương của chúng ta. Nên khi sử dụng cái GABA thì sẽ giúp cho cơ thể chúng ta là hạn chế những cái kích thích mà không có lợi cho não bộ. Và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta lấy lại cái quân bình của hoạt động của não bộ cũng như là hoạt động của hệ thần kinh. Nên giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra thì trong cái họ đậu thì nó có một cái là 5-HTB và trong cái trà thì có là L-theanine. Thì hai cái hoạt chất này lại có một cái tác dụng là kích thích cơ thể chúng ta tiết ra một cái enzyme đó là serotonin. Serotonin được gọi là một cái hormone hạnh phúc. Khi chúng ta tiết ra những cái chất đó nhiều thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng hơn và chúng ta cảm thấy thoải mái, được thư giãn. Nên khi phối hợp những cái hoạt chất trong những cái thảo dược nó sẽ giúp cho cái người bệnh mà mất ngủ sẽ đi vào một cái giấc ngủ nó nhẹ nhàng hơn và giấc ngủ sinh lý hơn. Thì đây là một trong những cái lợi điểm mà chúng ta sử dụng cái dược thảo trong kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền để điều trị cho bệnh lý mất ngủ. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và thưa quý vị, với chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì có rất là nhiều khán giả đã gọi điện thoại về cho chương trình. Hiện tại thì bộ phận thực hiện chương trình của chúng tôi cũng đang có mặt tại nhà một trong số những vị khán giả trên và xin được giao lưu trực tuyến cùng với bác sĩ. Xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối với MC hiện trường ạ. Xin chào bác sĩ Sơn cũng như là MC Thanh Phương. Hiện tại thì Thu Thảo đang có mặt tại nhà của chị Hạnh, là một khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Dạ, xin chào chị Hạnh. Hiện tại có bác sĩ của chương trình, chị có thể đặt ra những câu hỏi để bác sĩ giải đáp những thắc mắc cho mình ạ. Tôi tên là Đỗ Thế Hùng ạ. Năm nay tôi 45 tuổi. Tôi bắt đầu mất ngủ khoảng gần một năm trước. Tôi đi khám thì bác sĩ có kê thuốc ngủ. Tôi cũng mua thuốc ngủ dùng. Nhưng mà tuy nhiên xong một thời gian thì tôi thấy cái thuốc có tác dụng giảm dần, nên tôi phải tăng liều cao lên hoặc là thậm chí phải ra ngoài hiệu thuốc để đổi qua loại thuốc khác mới có tác dụng. Tôi ngủ không được ngon, mỗi lần thức dậy thì đau đầu, mới là cũng mất trí nhớ, cũng ảnh hưởng. Tôi có chuyển sang dùng một số loại thảo dược khác như lạc tiên, lông nem, bình vôi mà không thấy chuyển biến gì cả. Đến bây giờ thì tôi cứ phải dùng mà thuốc ngủ liều cao, không có thuốc ngủ thì tôi khó ngủ. Bác sĩ cho tôi hỏi vì sao sau khi uống thuốc ngủ một thời gian thì lại phải tăng liều cao lên mới có hiệu quả như vậy ạ? Đầu tiên phải nói đến là cái thời gian dùng thuốc. Đối với cái thuốc ngủ thì khi sử dụng thì thường thầy thuốc chỉ cho từ 1 tuần đến 10 ngày để cho xem cái phản ứng của cơ thể chúng ta. Và sau đó thì nhiệm vụ của bệnh nhân là phải tái khám trở lại để bác sĩ có thể điều chỉnh liều cho nó phù hợp với cái tình trạng bệnh lý cũng như sức khỏe của mình. Do đó nếu chúng ta sử dụng lâu dài sẽ làm cho chúng ta bị lệ thuộc vào thuốc và đôi khi gây đến tình trạng là lờn thuốc hoặc là nghiện thuốc. Cái thứ hai nữa là liều lượng thuốc rất là quan trọng. Tùy theo từng cái cơ thể một mà thầy thuốc sẽ chọn lựa cái liều lượng cho phù hợp với từng người một. Do đó nếu mà tự ý tăng cái liều thuốc hoặc thay đổi thuốc như vậy, đây là một trong những cái giải pháp mà chúng ta sử dụng không đúng. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là nó gây cho chúng ta cái tình trạng lờn thuốc và nghiện thuốc.
Và cái đặc điểm thứ ba nữa là khi chúng ta sử dụng những cái thuốc mà gây ngủ và an thần của Tây Y á, thì nó có một cái hiện tượng người ta gọi là hiện tượng cai thuốc. Khi hiện tượng cai thuốc là như thế này, khi chúng ta ngưng sử dụng thuốc thì nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng khó chịu đối với cơ thể, như là chúng ta sẽ mất ngủ trầm trọng hơn. Cái thứ hai, nó làm cho chúng ta làm mệt mỏi nè, hoặc là nhức đầu nè, chóng mặt nè, và thậm chí nếu có những cái bệnh lý nền sẽ làm cho chúng ta bị tăng huyết áp hoặc là rối loạn tim mạch, hồi hộp nhiều hơn. Và như vậy đây là những cái tác dụng mà không mong muốn khi chúng ta sử dụng không đúng cái chỉ định, cũng về liều lượng cũng như là thời gian sử dụng những cái thuốc an thần gây ngủ. Vâng, xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ. Như ban nãy vị khán giả của chúng ta có nhắc đến những cái loại thảo dược đã sử dụng theo y học cổ truyền như là lạc tiên, vông nem, bình vôi, nhưng mà kết quả vẫn không mấy cải thiện trong vấn đề về giấc ngủ. Và với chủ đề của chương trình ngày hôm nay là y học hiện đại kết hợp với lại y học cổ truyền, thì bác sĩ có lời khuyên nào hoặc là có giải pháp nào đó tối ưu không ạ? Thứ nhất, hiện nay là đối với y học hiện đại hay y học cổ truyền thì khi điều trị cho một bệnh lý cũng phải căn cứ trên là cái nguyên nhân nào gây nên cái tình trạng này, và giải quyết cái nguyên nhân thì khi đó nó mới giải quyết được cái tình trạng bệnh lý của cái người bệnh. Thì cái đầu tiên là cái đó. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta sử dụng dược thảo thì hiện nay dược thảo nó đòi hỏi phải có nguồn gốc rất là rõ ràng. Do đó nếu chúng ta tự ý đi mua những cái dược thảo mà không có nguồn gốc rõ ràng thì có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Thì hiện nay các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu có rất là nhiều cái loại dược thảo và cách nhiều yếu tố vi lượng mà có tác dụng đối với cái sức khỏe, đặc biệt là đối với cái giấc ngủ của chúng ta. Thứ nhất đó là lactium, chiết xuất từ cái đạm của sữa, có tác dụng là bảo vệ cho cái hệ thống thần kinh não bộ của chúng ta. Cái thứ hai nữa là melatonin, là một cái hormone trong cái tuyến tùng của chúng ta, có tác dụng là điều hòa lại cái hoạt động của hệ thần kinh. Bên cạnh đó thì có cái GABA, 5-HTB và L-theanine thì có tác dụng là gì? Giúp cho điều hòa cũng giống như là giúp cho cái dẫn truyền của hệ thần kinh. Ngoài ra thì các nhà khoa học người ta còn hỗ trợ trong đó những cái loại dược thảo mà có tác dụng giúp cho cái hệ thần kinh của chúng ta được điều hòa tốt hơn. Ví dụ như trong đó sẽ có cây nữ nang nè, hoa cúc, hoa bia nè, cây lạc tiên nè, nhân sâm của Ấn Độ và cây rễ vàng. Bên cạnh đó cây ngọc trai có tác dụng là an thần và trấn tĩnh, khi sử dụng sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon giấc hơn và giúp cho chúng ta thư thái hơn. Bên cạnh đó thì các yếu tố vi lượng cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng đối với cái giấc ngủ của chúng ta. Một trong những yếu tố vi lượng và vitamin của chúng ta đó là vitamin B6. Vitamin B6 được coi là một vitamin để nuôi dưỡng cho cái hệ thống thần kinh, do đó giúp cho cái hệ thần kinh của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Ngoài ra thì cái magie là một trong những cái yếu tố vi lượng giúp cho cái hoạt động của hệ thần kinh được duy trì và điều hòa hơn. Khi phối hợp các cái loại dược thảo cũng giống như các yếu tố vi lượng và các vitamin, nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái giấc ngủ một cách tự nhiên hơn và sinh lý hơn. Bên cạnh đó thì nó lại giải quyết một cái tận gốc những nguyên nhân gây ra cái rối loạn giấc ngủ, như là giải quyết những cái stress, bảo vệ cái yếu tố thần kinh của chúng ta nè, và giúp cho điều hòa lại cái giấc ngủ của chúng ta. Và đặc biệt là trong đó thì khi phối hợp như vậy đã dùng cái công nghệ hiện đại gọi là công nghệ siêu nano, sẽ giúp cho những cái phân tử mà hoạt chất đó nó sẽ nhỏ, do đó nó sẽ tăng cái độ hấp thu và nó tăng cái hiệu quả cũng như an toàn trong cái quá trình sử dụng. Và các công nghệ đó thì đã được bào chế theo tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn GMP của cái hiệp hội FDA Hoa Kỳ hoặc là Tổ chức Y tế Thế giới, do đó bảo đảm cho chúng ta là có một cái chất lượng và an toàn trong cái quá trình sử dụng. Mong rằng những cái chia sẻ này của bác sĩ sẽ giúp cho khán giả của chúng ta có thêm một giải pháp để lựa chọn cho cái điều trị rối loạn giấc ngủ của mình. Cảm ơn bác sĩ vì những lời khuyên vừa rồi ạ. Nhưng tôi còn một số thắc mắc là liệu sản phẩm kết hợp với tất cả các thành phần hoạt chất và thảo dược có gây lệ thuộc như là khi tôi dùng thuốc ngủ không ạ? Khi phối hợp những cái hoạt chất từ thảo dược và các cái yếu tố vi lượng thì trong đó cái lactium nó có tác dụng là nuôi dưỡng cái hệ não bộ là một. Cái thứ hai là nó có thêm cái yếu tố là melatonin giúp điều hòa lại cái giấc ngủ. Bên cạnh đó thì có cái GABA, 5-HTB và L-theanine sẽ điều hòa lại cái dẫn truyền của hệ thần kinh của chúng ta. Còn kết hợp thêm những cái thảo dược có tác dụng an thần và gây ngủ như là cây nữ nang nè, hoa cúc, hoa bia nè, cây lạc tiên nè, nhân sâm của Ấn Độ và cây rễ vàng. Ngoài ra còn có thêm cái kết hợp là cái magie và cái vitamin B6 thì nó giúp cho chúng ta là có lại giấc ngủ từ từ. Và sau đó thì khi chúng ta có được giấc ngủ rồi thì nó giúp cho cái hệ thống thần kinh của chúng ta được điều hòa tốt hơn. Nên lâu dần nếu mà chúng ta có được một cái giấc ngủ tốt rồi, chúng ta có thể giảm cái liều của cái thuốc tây mà chúng ta đang sử dụng. Và sau đó khi chúng ta có được một giấc ngủ tốt
Và như là bình thường rồi thì chúng ta có thể giảm luôn được các cái liều mà những cái sản phẩm từ thảo dược kết hợp. Và đặc biệt là cho đến hiện nay thì bác sĩ thấy những cái sự kết hợp giữa thảo dược và các yếu tố vi lượng á, thì không gây cái tác dụng phụ trong quá trình chúng ta sử dụng. Khán giả nên yên tâm trong quá trình mà chúng ta sử dụng những sản phẩm từ thảo dược nhé. Dạ, cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ đã tư vấn ạ. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Trời ơi, cái gì vậy bà? Trời chưa có sáng nữa mà bà. Trời ơi, làm gì mà hai con mắt bà nó quần thâm mấy tưng cái tội vậy? Tôi thiệt với ông, tôi mất ngủ mấy tháng nay rồi. Mới đầu tôi mất ngủ. Ngủ không có sâu. Rồi cứ trằn trọc cái càng ngày càng nặng. Tôi ngủ một đêm ngủ chừng 2-3 tiếng à. Rồi bây giờ là thức trắng đêm. Mà ông biết cái dòng mà ngủ không được. Sáng vậy trời ơi, cái đầu tôi như là ai lấy búa mà bổ cái đầu tôi, nó đau lắm ông ơi. Đầu óc không minh mẫn, nó mụ mị. Đi đứng thì loạn choạng, mất cân bằng. Vậy tôi mới đi ra tiệm thuốc Tây, tôi mua thuốc ngủ tôi uống. Tôi định là uống 1-2 lần cho nó đỡ. Giờ không uống thuốc ngủ là thức trắng đêm luôn. Phải phụ thuộc vào thuốc ngủ. Mà ngủ không được rồi bà mua thuốc ngủ bà uống là bậy bạ vô cùng. Bà còn nhớ ông Tước bạn của tôi không? Ông bị mất ngủ kinh niên. Ông có được một cái giải pháp này toàn là thảo dược thiên nhiên, coi như ông trị được cái chứng mất ngủ. Giật nọc luôn, bây giờ là ngủ một đêm tới sáng là không bao giờ giật mình nữa. Ông không cần uống thuốc ngủ hả? Không cần. Ê, tại sao ông biết hỏi cho vợ không? Có cái giải pháp trong cái điện thoại của tôi luôn. Cái giải pháp này nó có sự kết hợp toàn diện, nó giúp thư giãn an thần, giảm căng thẳng, giảm stress, giảm lo âu, nó giúp cho mình dễ ngủ, ngủ rất là ngon nhờ nó có chứa các thành phần hoàn toàn chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên như là latium nè, giúp nuôi dưỡng thần kinh, giúp thư giãn, tái tạo sức sống của não bộ, làm dịu những căng thẳng và lo âu, mang đến cho mình một giấc ngủ sinh lý tự nhiên trọn vẹn. Melatonin giúp kiểm soát chu kỳ giấc ngủ theo nhịp ngày đêm, điều hòa giúp nhịp sinh học của cơ thể. Đặc biệt còn phải kể đến cái nhóm thành phần giúp cho an thần gây ngủ nè, bao gồm nè cây nữ lang, hoa cúc, hoa bia, ngọc trai, lạc tiên, nhân sâm Ấn Độ, cây rễ vàng. Bên cạnh đó còn các nguyên tố vi lượng tốt cho não bộ như là vitamin B6 nè, magie nè, các chất dẫn truyền thần kinh như là GABA, 5HTP, L-theanine nè, hỗ trợ cho mình điều trị căng thẳng thần kinh, giảm stress, giảm lo âu, giúp cho mình dễ ngủ, ngủ ngon giấc. Hơn nữa, thành phần của nó được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên cho nên vô cùng lành tính, an toàn, không lo có tác dụng phụ luôn đó bà. Hay quá, vậy sao không đi mua cho tôi? Đi mua liền cho tôi đi. Giờ này mới có 3 giờ mấy sáng à. Bây giờ ngủ đi rồi sáng tôi đi mua cho. Bonnie Sleep hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chú Trại thân mến, như phần đầu của chương trình được biết là chú cũng gặp phải tình trạng là mất ngủ. Chú có thể chia sẻ một chút về câu chuyện sức khỏe của mình ạ? Tình trạng của tôi là bị phì đại tuyến tiền liệt á, tiểu đêm nhiều thì bị mất ngủ. Cho nên là tôi phải đi phẫu thuật, về thì tiểu đêm bớt lại nhưng mà chứng mất ngủ vẫn còn. Tôi lúc nào cũng lo lắng căn bệnh này sẽ tái phát, lại phải phẫu thuật tiếp. Có lẽ vì thế mà tình trạng mất ngủ của tôi càng ngày càng nặng hơn. Hôm nào cũng thế, tôi lên giường từ 9 giờ rưỡi, 10 giờ tối mà cứ trằn trọc nằm lăn qua lăn lại, mãi mới vào giấc ngủ nhưng cũng chỉ được 2-3 tiếng. Đêm ngủ không sâu, cứ hay mơ màng, mộng mị, hay giật mình tỉnh giấc. Mỗi lần đi tiểu đêm, tôi vào giường không tài nào tôi ngủ lại được. Đêm không ngủ được, sáng dậy về đầu óc mà mệt mỏi chao đảo, không tập trung làm việc được. Từ khi mất ngủ tôi hay cáu gắt những chuyện vô cớ với con cháu. Vì thế mấy đứa cháu tôi rất là sợ ông. Tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi mất ngủ vì rối loạn lo âu. Uống thuốc ngủ vô tôi ngủ được 5-6 tiếng nhưng mà ngủ dậy tôi, người tôi rất là mệt mỏi. Nhiều khi ngủ dậy đầu tôi đau như búa bổ. Nhưng mà nếu mà tôi không uống thuốc ngủ thì tôi ngủ không được. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chú vừa rồi. Và được biết là bây giờ tình trạng mất ngủ của chú cũng đã được cải thiện. Chú có thể nói một chút về giải pháp của mình không ạ? Thấy cứ phải tăng liều thuốc ngủ. Tôi mới đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị lệ thuộc thuốc ngủ nặng, có thể ảnh hưởng tới thần kinh và gan. Bác sĩ cứ đưa cho tôi một lộ trình giảm liều thuốc ngủ để cai thuốc. Về nhà mới tìm hiểu đủ mọi nơi. Nhờ vậy nên tôi mới biết đến một sản phẩm là latium, ngọc trai, cây nữ lang cùng nhiều loại thảo dược khác. Nôn mua về dùng ngay. Tuy đang phải giảm dần liều thuốc ngủ theo lộ trình của bác sĩ, nhưng khi kết hợp với sản phẩm thảo dược, tôi thấy thời lượng giấc ngủ không bị giảm đi, vẫn duy trì 5-6 tiếng mỗi đêm. Bây giờ tôi bỏ thuốc ngủ rồi nhưng vẫn ngủ được từ 10 giờ đến 6 giờ sáng mỗi đêm. Tôi ngủ rất là ngon, rất là sâu, không mộng mị mơ màng gì cả. Mỗi đêm tôi đi tiểu một lần, nhưng khi vào giường tôi ngủ lại được ngay.
nhờ ngủ được mà sức khỏe tôi tốt hẳn lên. Hôm trước đi khám lại chỉ số men gan rất là tốt. Hồi trước khi mất ngủ tôi uống nhiều thuốc quá, chỉ số men gan rất là cao. Sau khi nhận được kết quả tôi rất là mừng và yên tâm. Xin được chúc mừng chú đã lấy lại giấc ngủ và giúp cho sức khỏe của mình tốt hơn. Dạ thưa bác sĩ, như vừa rồi thì chú Trạng cũng có chia sẻ là chú đã lấy lại được giấc ngủ, ngủ ngon, sâu hơn, chất lượng hơn và không có bị đau đầu. Nhất là các sản phẩm này còn hỗ trợ rất là tốt để giúp chú cai được thuốc ngủ. Tại sao sản phẩm này lại tốt như thế ạ thưa bác sĩ? Cái giải pháp mà chú đang lựa chọn á, đó là một giải pháp mà trong đó nó kết hợp nhiều cái gọi là cái cơ chế. Cái đầu tiên là nó có trong đó có lactium là nó giúp cho bảo vệ cái hệ thống của não bộ. Cái thứ hai nữa là trong đó nó có cái melatonin có tác dụng là điều hòa lại cái hoạt động của cái giấc ngủ của chúng ta. Bên cạnh đó thì có cái GABA, 5-HTB và L-theanine sẽ điều hòa lại cái dẫn truyền của hệ thần kinh của chúng ta, do đó nó sẽ giúp cho cái điều hòa lại cái hoạt động của hệ thần kinh. Bên cạnh đó còn kết hợp thêm những cái thảo dược có tác dụng an thần và gây ngủ như là cây nữ nang nè, hoa cúc, hoa bia nè, cây lạc tiên nè, nhân sâm của Ấn Độ và cây rễ vàng. Ngoài ra còn có thêm cái kết hợp là cái magie và cái vitamin B6. Đây là những cái yếu tố vi lượng và các vitamin là hỗ trợ cho cái hoạt động của hệ thần kinh, nên nó sẽ giúp cho cái giấc ngủ của chú nó sẽ được nhẹ nhàng hơn và nó trở lại người ta gọi là giấc ngủ sinh lý, có nghĩa là giúp cho chúng ta đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và sau khi chúng ta ngủ dậy thì chúng ta cảm thấy tinh thần của chúng ta sẽ sảng khoái hơn và cái hoạt động của chúng ta sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì cái giải pháp từ thảo dược kết hợp với cái yếu tố vi lượng đó chú có giúp cho chúng ta là hỗ trợ trong quá trình là cai cái thuốc ngủ. Chú có thể là sử dụng, sau đó chúng ta có thể giảm liều thuốc Tây y và ngưng luôn liều thuốc Tây y. Là như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được một giấc ngủ là gì, sinh lý hơn và hiệu quả hơn. Vâng, xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn giải đáp dành cho các khán giả đã gọi điện thoại đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Xin được mời bộ phận kỹ thuật kết nối với vị khán giả đầu tiên ạ. Thưa bác sĩ, tôi bị mất ngủ, giấc ngủ của tôi rất là kém, người rất là mệt mỏi. Tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị suy nhược thần kinh. Tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có nên sử dụng lactium và thảo dược mà bác sĩ nói không ạ? Và liệu giấc ngủ của tôi có tốt dần lên được không? Xin cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn câu hỏi của chú Cảnh. Bác sĩ cũng chia sẻ như thế này, với cái tình trạng của chúng ta lớn tuổi và bắt đầu là có sự lão hóa của cái hệ thống cơ thể của chúng ta, đặc biệt là trong đó có cái hệ thống thần kinh của chúng ta, thì bác sĩ nghĩ là với tình trạng của chú thì chú có thể sử dụng thêm những cái giải pháp từ thảo dược, trong đó có lactium là nó giúp cho bảo vệ cái hệ thống của não bộ. Cái thứ hai nữa là trong đó nó có cái melatonin có tác dụng là điều hòa lại cái hoạt động của cái giấc ngủ của chúng ta. Bên cạnh đó thì có cái GABA, 5-HTB và L-theanine sẽ điều hòa lại cái dẫn truyền của hệ thần kinh của chúng ta, do đó nó sẽ giúp cho cái điều hòa lại cái hoạt động của hệ thần kinh. Bên cạnh đó còn kết hợp thêm những cái thảo dược có tác dụng an thần và gây ngủ như là cây nữ nang nè, hoa cúc, hoa bia nè, cây lạc tiên nè, nhân sâm của Ấn Độ và cây rễ vàng. Ngoài ra còn có thêm cái kết hợp là cái magie và cái vitamin B6 thì sẽ giúp cho chúng ta nuôi dưỡng lại cái não bộ cũng giống như là điều hòa lại cái giấc ngủ của chúng ta. Bên cạnh đó thì chú nên phối hợp thêm các cái phương pháp tập luyện và chế độ dinh dưỡng cho phù hợp thì như vậy nó sẽ giúp cho chú cải thiện được giấc ngủ của chú một cách hoàn hảo hơn. Xin được cảm ơn bác sĩ. Và câu hỏi tiếp theo của vị khán giả là Thu Hương ở Bạc Liêu. Thưa bác sĩ, thời gian gần đây tôi hay phải thức đêm để làm việc. Tới khi đi ngủ thì phải mất khoảng 1 tiếng mới ngủ được, nhưng tôi vẫn ngủ được khoảng 6-7 tiếng. Bác sĩ cho tôi hỏi liệu trường hợp của tôi đã được coi là mất ngủ hay chưa? Cảm ơn câu hỏi của cô Hương. Thật sự ra nếu chúng ta phải làm việc căng thẳng như cô, thì đôi khi nó sẽ làm cho chúng ta bị gì? Đi vào giấc ngủ khó hơn, vì sau khi chúng ta làm việc lâu quá, và hơi khuya thì chúng ta sẽ bị trằn trọc trước khi chúng ta đi vào giấc ngủ. Người ta gọi đây là một cái hiện tượng là rối loạn giấc ngủ. Tuy nhiên cái thời gian ngủ của cô vẫn đầy đủ là từ 6 đến 7 tiếng. Và nếu sau khi ngủ dậy mà chúng ta vẫn thấy là chúng ta vẫn hoạt động tốt thì coi như là cái giấc ngủ của chúng ta cũng đã đủ. Tuy nhiên để ngăn chặn cái tình trạng mà diễn tiến kéo dài như thế này mà làm cho cô sẽ đưa vào tình trạng là suy nhược cái hệ thống thần kinh và có thể làm rối loạn giấc ngủ, thì cô có thể sử dụng thêm sản phẩm từ dược thảo, nó giúp nuôi dưỡng lại cái hệ thống thần kinh của mình. Thì trong đó cái lactium nó có tác dụng là nuôi dưỡng cái hệ não bộ là một. Cái thứ hai là nó có thêm cái yếu tố là melatonin giúp điều hòa lại cái giấc ngủ. Bên cạnh đó thì có cái GABA, 5-HTB và L-theanine sẽ điều hòa lại cái dẫn truyền của hệ thần kinh của chúng ta. Còn kết hợp thêm những cái thảo dược có tác dụng an thần và gây ngủ như là cây nữ nang nè, hoa cúc, hoa bia nè, cây lạc tiên nè,
nhân sâm của Ấn Độ và cây rễ vàng. Ngoài ra còn có thêm cái kết hợp là cái magie và cái vitamin B6. Đây là những cái yếu tố vi lượng và các vitamin là hỗ trợ cho cái hoạt động của hệ thần kinh. Do đó có thể làm cải thiện được, là giúp chúng ta đi vào giấc ngủ một cách nhanh hơn. Và bên cạnh đó thì lâu dần nó sẽ phục hồi lại cái hoạt động của hệ thần kinh của chúng ta. Thì mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp cho cô có được một cái giấc ngủ tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là có một cái sức khỏe tốt hơn trong tương lai. Nhờ tìm được một sản phẩm từ thiên nhiên có chứa lactium từ đạm sữa, 5-HTP, L-tetanin, cây nữ lang, hoa cúc, hoa bia, lạc tiên và nhân sâm Ấn Độ mà giấc ngủ ngon đã quay trở lại với bác Thanh Bình như một món quà bất ngờ giúp bác lấy lại được tình yêu với công việc và cuộc sống. Bác như trở lại với một con người đúng của mình trước đây, một người luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Tôi vì lên mạng tôi xem thì là cái bắt đầu tôi mới là tôi ngủ được cái giấc ngủ là cứ 5-6 tiếng và bây giờ là cứ khoảng 7-8 tiếng. Ngủ dậy là nó người nó khoan khoái và mình thấy yêu cuộc sống. Đến bây giờ thì tôi nói là cái trầm cảm của tôi gần như là nó biến mất, cái căng thẳng là nó không còn nữa. Bây giờ tôi sống vui vẻ, tôi muốn gặp bạn bè giao lưu và muốn chia sẻ với người ta những cái niềm vui của mình để làm sao mà giúp được những ai mà có căng thẳng, có mất ngủ. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ nó ý nghĩa lắm. Lúc nào mình cũng vui, lúc nào mình cũng phấn khởi, lúc nào mình cũng yêu đời. Người ta bảo giấc ngủ ngon sẽ thay đổi cả cuộc đời. Câu nói đó dường như quá đúng với cô Tuyết Nhi. Bởi giờ đây, nhờ biết tới và sử dụng sản phẩm có thành phần thiên nhiên như lactium từ sữa, 5-HTP, hoa cúc, hoa bia, ngọc trai, cây nữ lang, sâm Ấn Độ mà giấc ngủ của cô đã quay trở lại. Những lo âu, những suy nghĩ tiêu cực cũng dần tan biến, trả lại cho cô nụ cười, sự lạc quan và yêu đời. Cuộc đời tôi rất là may mắn gặp được ông xã của mình hôm nay nè. Mà thấy vợ mình bị mất ngủ như vậy á, anh cũng xót lắm. Rồi mới cất công tìm tòi, đọc trên báo tìm ra cái giải pháp gồm có cái thành phần là lactium, 5-HTP, cây nữ lang, cây hoa cúc, hoa bia, ngọc trai. Nó giúp cho cái giấc ngủ mình được cải thiện ngon hơn. Mình chỉ cần sử dụng đúng theo hướng dẫn thôi thì một thời gian là cái giấc ngủ mình được cải thiện được rồi. Chẳng những ngủ ngon mà còn ngủ nhiều nữa, mà giấc ngủ rất là sâu nữa, không có bị chập chờn hay mộng mị khi mà tỉnh dậy. Nếu mà nửa đêm mà tôi có đi vệ sinh á, rồi trở lại giường ngủ thì cái giấc ngủ nó cũng bình thường trở lại, dễ ngủ lắm. Mà sáng dậy thì không có bị nhức đầu, cũng không có, như đầu óc rất là nhẹ nhàng, không có mệt mỏi như trước nữa. Trước đây á, huyết áp và tim mạch của tôi cao vút. Mỗi khi mà ở nhà một mình tôi rất là lo sợ, mình nghĩ lỡ mà có chuyện gì á, không biết là ai sẽ đưa mình đi cấp cứu. Bởi vì con cái chúng nó đều đi làm hết rồi. Mà bây giờ á thì huyết áp của tôi nó ổn định trở lại rồi, nó chỉ có 120 thôi. Và nhịp tim cũng vậy, nó rất là an toàn. Thì cho nên từ đó mà tôi thấy cuộc đời, tôi yêu cuộc đời và yêu cuộc sống này hơn. Bonnie Sleep hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, đúng như ông bà chúng ta nói, ăn được ngủ được là tiên. Và giấc ngủ đóng một vai trò rất là quan trọng để giúp cho cơ thể của chúng ta tái tạo năng lượng, khỏe mạnh hơn. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã tìm ra được một giải pháp hiệu quả và an toàn để nhanh chóng lấy lại giấc ngủ sinh lý. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ và xin được cảm ơn chú Trạng đã đến tham dự chương trình. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Bonnie Sleep của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng với chương trình. Nếu như quý vị khán giả vẫn còn câu hỏi thắc mắc, hãy liên lạc cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng đang hiển thị trên màn hình. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.